Roof and Realm is California's leading provider of prefab residential and multi-use structures. Our products feature a harmonious blend of style and quality. Every model in our collection can be customized to ensure that your specifications and preferences are fully met. If you're planning to add an accessory dwelling unit to your property, Roof and Realm can design, build, and install the perfect solution for you. Roof and Realm là nhà cung cấp hàng đầu của California về các cấu trúc nhà lắp ghép đa năng và nhà ở. Sản phẩm của chúng tôi có sự pha trộn hài hòa giữa kiểu dáng và chất lượng. Mỗi mô hình trong bộ sưu tập của chúng tôi có thể được tùy chỉnh để đảm bảo rằng các thông số kỹ thuật và sở thích của bạn được đáp ứng đầy đủ. Nếu bạn định thêm một đơn vị nhà ở phụ kiện vào tài sản của mình, Roof and Realm có thể thiết kế, xây dựng và lắp đặt giải pháp hoàn hảo cho bạn.